I really enjoy that this track was opened inside Hanoi, because now we can came here in the evening hours when it's not so hot and can practice something new, some cool jumps or rhythm sections, some 180 degree turns, and it's very good. I really like it. I think it's a really valuable thing for us to have, because there's a lot of people who love motorbikes, and it's nice for us to have a legal place where we can practice, where we're not disturbing anyone, like being noisy or destroying someone's land or something. And I think it's a really fun activity to do. Trước khi mà có cái sân này thì mình hay chơi ở những sân chơi tự phát, ví dụ như ở ngoài bãi sông Hồng này, hoặc là đi vào trong rừng. Và đến khi mà có cái sân chơi này thì gần như là tuần nào mình ra đây. Đây là một cái khu vực mà có đầy đủ những cái thử thách mà anh em chơi cào cào muốn được thử thách mình, và nó cũng khá là an toàn bởi vì nó là một cái khu khép kín. Với bản thân mình là một người chơi cái bộ môn này, và mình biết là anh em đang thiếu và cần cái gì, cũng muốn là để tạo cho anh em một cái sân chơi để đến đây giao lưu. Thứ nhất là để bảo đảm cái an toàn cho chính những người chơi, an toàn cho những phương tiện giao thông đang lưu thông ở ngoài đường, giúp cho anh em chơi cái bộ môn thể thao mạo hiểm, gọi là hòa nhập với các nước bạn trong khu vực Đông Nam Á, xa hơn nữa là các bạn châu Âu và Mỹ.